tại một điểm bán pháo hoa trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Khác hẳn với giá công bố của nhà máy là từ 300 đến 330 ngàn đồng mỗi dàn, thì cửa hàng này đang chào khách các loại sản phẩm pháo hoa đều cao gấp 2 đến 3 lần so với giá niêm yết. Cái 900 nghìn em ạ. 900 nghìn một dàn. Còn cái loại này dàn khuôn viên 500 nghìn em ạ. Cánh hoa xoay thì bao tiền nhỉ? 70 nghìn chị ạ. Tất cả như cửa hàng là chỉ được thuê đó, nhân viên tất cả duy trì các thứ là mình được ủy quyền là mình phải làm. Ừ, thế thì lấy cái đấy đâu? Cái đấy thì chiết khấu pháo hoa được có mấy phần trăm. Giá niêm yết thì đóng cửa luôn. Cái này là nén mùn. Cái này là hoa. Cái này là nén. Cái này là nhấp nháy. Cái này cô bán này 900, cái này 600 và cái này 1 triệu. Bởi vì nhà cô phải chi phí những cái là phải thuê nhà này, phải thuê nhân viên này, cô bán chênh lệch hơn một chút. Chờ là vừa. Theo quy định, mỗi cá nhân chỉ được mua 3 dàn pháo tại đại lý. Tuy nhiên, chủ cơ sở này chỉ cho người mua những hình thức lách khi bị kiểm tra nếu mua số lượng lớn. Giá niêm yết là 33.000. Giá niêm yết là hóa đơn là chị sẽ đưa cho em những hóa đơn nó chưa viết như này. Ai dùng nhá, em phải bảo người ta là trước khi người ta đốt hoặc là trước khi người ta mang đi đâu đó là người ta phải viết thông tin vào đây để cho công an người ta nhỡ đâu người ta kiểm tra. Đấy, đây chị sẽ để hóa đơn chống. Không chỉ tại các cửa hàng, trên nhiều trang mạng xã hội hiện nay, giá pháo hoa của nhà máy Z121 cũng bị thổi lên cao tương tự với những lời mời chào hấp dẫn, bao uy tín như thế này. Alo, chị ơi, nhà mình bán pháo hoa Tết đấy. Vâng. Thế một hộp bao tiền nhỉ? Đấy, phun hoa. Phun hoa thì đang là 930 anh ạ. Thì nó vẫn đắt từ trước đến giờ mà phun hoa có bao giờ rẻ đâu anh. Nhưng mà thấy giá niêm yết là có 380 mà. 380 thì anh đến xếp hàng mua anh ạ. Một người chỉ tối đa mua một dàn thôi nhá anh nhá. Nhưng mà hàng đúng là hàng của Z121 đúng không? Đúng rồi ạ. Anh nhà mình bán pháo hoa không nhỉ? Đúng rồi. Vâng, cái phun viên thì bao nhiêu tiền một hộp anh? Mua xỉ hay mua lẻ? Mua xỉ bao nhiêu mà mua lẻ bao nhiêu? 5-7 hộp thì 500. 500 một hộp ạ? Hiện nay, nhà máy Z121 đã tổ chức hơn 50 điểm bán sản phẩm pháo hoa ở hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2023 là năm thứ 3 chính phủ cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào dịp lễ Tết. Do vậy, sức hút của pháo hoa Made in Việt Nam vẫn chưa hạ nhiệt. Lợi dụng tâm lý đó, một số cá nhân, tổ chức đã nâng giá bán cao hơn quy định để trục lợi.